Đi bơi đi bạn. Cười á. Chứ không cho ổng nha. Cả nhà ơi, thì buổi sáng hôm nay chị đẹp chỉ ra chỉ mua mấy ly cà phê cúng chú Năm, với lại anh chỉ nhờ anh Ba Miền đem vô ha. Đó, mời chú Năm cả nhà. Ở trong thì có bé Bill nè, bùm bùm nè, chốt đơn nè. Rồi, lâu quá ra thấy có một bạn nhân viên mới nha. Wow. Nên chẳng hả? Mình đi vô trong một xíu nha. Lâu lắm luôn mới được đi vô vào chú Năm. Đi đi bạn. Cười á. Chứ không cho ổng nha. Cười trời ơi, cái ghét bấm nhà bán không có đi hết cưng. Ở cả nhà, anh thì em đâu miền, anh đại diện nha, anh đem cà phê vô, anh thắp hương cho chú Năm rồi. Dạ. Chào cô, với số hả? Bữa nay ế hả gì? Có ế không? Thầy cô với số cả nhà. Cũng mời mua với số. Em giục cái điện thoại livestream ở bên. Đâu với số đâu? À, lâu quá mới gặp cô bánh nước. Cô thấy là cô kêu rồi cả nhà. Đúng cô, đẹp. Con 21 tên đẹp. Nhìn xa ra là biết nắng sưng luôn rồi, kêu quá trời luôn. Thấy sưng đẹp. Ngồi thấy là ủa ánh sưng vậy. Mình để từ từ. Từ từ hả? Từ từ thân ra mua rồi. Từ từ. Mình giỏi, tôi giỏi. Cái đẹp biết quay giấy. Chị, lấy số nào bây giờ? Ba Miền nó chỉ. Trời thấy giỏi vậy. Không 09 không? Hay là 22, 22 kìa. 22 đẹp á. Chị lấy hết giùm cho bà. Gì? Ghê vậy? Thế hết không hả? Nhiều. 20 hả? Đếm rồi. Nhiều. Rồi chị đẹp. Đây. Chị đẹp chỉ mua giùm luôn. Đếm kỹ để lỗ nha. Rồi, 22. 22 nhân 10 đi. 10 là 220, 220 với kia không? 2000 hả? Tặng luôn hả? Bo luôn hả? Thấy lương không? Trời ơi. À, chị đẹp lấy 22 tờ giấy số. 200 mấy nha. À, còn nhiều tặng cho cô luôn. Sáng giờ bán được không cô? Tạm tạm hả? Bán mấy nước tạm tạm hả? Chắc lời trả đủ lúc kia ăn quá. Sáng lúc kia xin chưa? Vậy hả? À thường thường sáng. Chắc còn ngủ nướng ở trọng á. Vậy hả? Dạ trời ơi, vậy con chúc mừng cho cô. À hôm qua lì xì cho cô uống nước. Dạ trời ơi. Dạ Hồng Loan đi tặng nước cho bà con ở Bến Tre cô. Dạ. Cất đi cô, tiền mình bỏ túi đi. Dạ trời ơi, chúc cô sức khỏe mua mai bán đắt nè. Bữa nay chú không có phụ hả? Dạ, dạ, vậy thôi con đi về bển nha. Dục cái điện thoại bển. Trời ơi, có sức sàng gì đâu. Bữa nay nhỏ thì mị. Cô nhìn con tướng con sướng không? Sướng không? Sướng đâu không thấy, giờ thấy cực quá. Sao lại sướng hả? Giờ đang thử thách hả? Ôi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ quan trọng sức khỏe con ha. Tiền mình từ từ mình kiếm. Nên có mày có mai không có mốt. Bà mua với số bà trúng hoài luôn á cô. Nè.
Hồi bữa cô chị mua nhiều, ba tờ phải không? Sáu tờ trúng 100 hả? 200. Ờ, trúng hoài là bữa mua của cô cũng trúng nữa. Chị đẹp với bà trúng hoài luôn cả nhà. Dạ. Là như con quay được phải không? Thấy mấy người lạ lạ, thấy trai mắc cỡ là sao? Cô ý là cô thích kiểu như quen quen thì nói chuyện đồ với lạ lạ không biết nói gì. Dạ. Lâu lâu ra gặp cô cũng vui. Ngủ được hả? Sao ngủ được? Rồi, thấy ốm á. Mà thấy cô ốm á. Mua sữa uống vô. Con. Dạ. Trời ơi. Thôi về bển đi, bỏ cái máy bển. Em trực tiếp bỏ bển cái nhà. Rồi con chúc cô mua máy bán đắt nha. Ai chạy trở về cả nhà ơi, trở về. Ai coi bà Mỹ ngồi vô giám đốc kìa không? À, cả nhà trước mặt cả nhà là Mỹ Mỹ ha. À. Ở trong thì có cô đang mua hàng ủng hộ. À, Mỹ mua trà sữa. Trà sữa buổi sáng. À, cái cô đó mua. Thì cô đến mua hàng ủng hộ lo xong rồi cô qua ủng hộ cô bánh ướt, một hộp bánh ướt nha.